Chừng của ngọc ngô
Kính chào quý vị ạ. Quý vị vừa nghe bản Thét Nhạc, đây là bài đầu tiên trong một canh hát ca trù. Bài Thét Nhạc sử dụng năm cung Nam Bắc Quỳnh Pha Nam, và người đào nương cũng sử dụng cái công lực rất là lớn trong những bài hát này. Chỉ những đào nương mà có nhiều năm kinh nghiệm thì mới có thể hát được bài hát như này ạ.